Mẹ, mọi chuyện đã dĩ lỡ rồi. Con xin mẹ giữ cho là đừng tiết lộ chuyện này cho gia đình của bác Tú. Tuy mơ màng chưa rõ mình có phạm tội không, nhưng con cũng thấy xấu hổ với Lan. Lòng phập phồng lo sợ cho nàng đau khổ. Bình sanh mẹ không thích dối gạt ai. Gặp bác Tú mày á, mày liệu nói sao đó thì mày nói. Tôi biết hết rồi chị à. Chuyện này theo tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết cho ổn thỏa, đó là làm theo ý ông bà phủ. Kìa anh. Dạ, dạ anh mới qua. Dạ, mời anh ngồi. Thiệt, con cái nó làm cho mình khổ tâm quá. Dạ thưa bác, sao, sao bác biết được? Hồi nãy tôi có sai con Lan nó qua đây, tình cờ gặp ngay lúc ông bà phủ xuống đây nói chuyện. Nó đứng ngoài hè, nó nghe hết. Nó mới chạy về, vừa khóc vừa nói. Ừ, mà không, nó khóc thật nhiều chớ có nói được gì đâu. Tôi cô dỗ dành hỏi rõ đầu đuôi, nó mới nức nở nghẹn ngào thương quá. Như sét đâm ngàn tai. Cháu rất tuổi hổ, rất khổ sở trong lòng. Không hiểu cớ gì mà cháu lại gây điều tác tệ. Làm xót xa lòng mẹ, làm mà đau khổ bạn chung tình. Tôi muốn chấm cho khỏi gai mắt chướng tai. Chỉ có một thằng con trai mà nó bạc nghĩa vong tình. Chuyện đã lỡ rồi, mình hãy tìm phương giải quyết. Cho em đẹp mai, để khỏi ai phải vướng bận trong lòng. Bận lòng thì chắc không ai tránh khỏi rồi. Làm sao gặp mặt anh hàng ngày mà tôi không xấu hổ? Làm sao mà tôi dám nhìn mặt ổng với cửu nguyên? Mày thấy cái tai hại của mày làm chưa hỡi thằng bất hiếu? Con nghĩ là còn chuyện gì mờ ám trong vụ này? Thật tình cháu không biết gì hết, cháu không nhớ gì hết. Cho đến lúc tỉnh dậy thì... Có phải đêm đó cháu uống hơi nhiều rượu à? Cháu hơi quá chén phải không? Dạ, hồi nào tới giờ cháu đâu có biết uống rượu. Cho nên khi người ta say thì làm sao biết được mình đã làm gì, làm sao cả quyết mình không có làm chuyện gì sai quấy. Rồi bây giờ anh liệu sao đây? Chứ tôi thì tôi rối trí quá rồi. Tôi đã nói chỉ có một con đường phải chọn. Nhưng mà không được đâu. Còn con Lan, còn lời giao ước cũ. Con Lan chắc nó buồn nhiều lắm, nhưng rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai. Còn lời giao ước cũ thì tôi không thể nào thay đổi được. Anh biết tánh của ông nhà tôi mà. Một lời đã hứa là như đinh đóng vô cột. Nay ổng mất rồi cũng vậy. Còn con Lan, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn vậy đó, thì lòng dạ nào tôi nhìn nó khổ chứ. Chỉ có một lời hứa thôi mà lỡ dở tôi còn buồn như vậy,
con Lan nó còn buồn như vậy, huống chi hoàn cảnh của cha con ông phụ trần còn khổ sở đến mức nào nữa hả chị? Chị à, cho phép tôi thắp ba nén nhang để thưa với anh cử một đôi lời nha chị. Dạ. Cảm ơn chị. Anh cử, xưa nay người ta nói vật đổi sao dời, nhưng tôi tin tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ thay đổi. Thắp ba nén nhang tôi thành tâm xin anh thứ lỗi, vì tôi xin rút lại lời giao ước đã từ lâu ràng buộc hai nhà. Anh để biết tánh tôi mà, xưa nay tôi chưa hề nói hai lời, huống chi ngày nay anh đã khuất núi, còn chỉ cứ phải tao tần trong cảnh mẹ quá con coi. Anh chưa biết lòng dạ của tôi quyết chẳng đổi dời, còn chỉ cứ đây thì trước sau dần dày. Nay có chuyện biển dầu biên đổi, anh có linh thiêng xin đừng giận đừng buồn. Anh Tú, anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ, cũng tại tôi sanh con mà không biết dạy con. Mọi việc đều do con mà ra cả, con không biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải. Chị cử à, tôi xin thề có đất trời chứng cho là tôi không có chút buồn giận chị. Còn cháu Điệp, cháu cũng yên lòng đi, bác không phiền trách cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan không có duyên nợ cùng nhau, cho nên mới xảy ra điều tai biến. Đại chuyện lỡ ra rồi, người ta giàu còn quyền thế, thì chuyện này không có dễ gì đâu. Với chị đây, con Lan vô phước nó chẳng được làm dâu, thì thôi để nó làm con gái trong gia đình. Nhà ở cạnh nhau, khi tôi lửa tắt đèn, nó tới lui thăm viếng. Còn chuyện quý hôn là cho tôi quyết định, chắc ở suối vàng anh không phiền trách chị đâu. Cháu Điệp à, chuyện mình gây ra dù cố ý hay vô tình cũng không có quyền lẫn trốn trách nhiệm. Cháu phải nhận lời cưới con ông phủ mới phải đạo làm người. Nhưng còn Lan, làm sao cho con được gặp Lan để Lan hiểu rõ lòng con? Hồi nãy nó có theo bác qua đây, nhưng nó không vô, nó khóc ngoài hè thì cháu. Cháu cứ ra gặp nó đi, bác cũng không hẹp lượng gì mà không cho hai đứa gặp nhau một lần chót đâu. Anh Tú. Chị cử, chị đừng buồn, tình thân giữa hai gia đình mình không có gì thay đổi đâu. Tôi không trách phiền gì chị đâu. Ừ, thôi tôi về. Đi đi cháu Điệp. Thank you.
Lan. Lan, tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi. Đừng nói gì nữa hết à. Tôi khóc đây nè, không thấy sao. Mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì? Con nhầm gì tới ai nữa đâu. Lan, em khóc đi Lan. Em khóc nữa đi. Nếu giọt nước mắt của em rơi, làm cho em rơi đi phần nào buồn tôi. Nếu dòng lệ kia bôi xóa được kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em có quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng muốn em còn nhớ là cả đời em vương khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ẩm vang trong gió, nghĩa nắng quằn vai mà đã vội vong tình. Lan ơi, tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình. Trong khi đối với Lan, tôi là người bạc nghĩa, còn đối với bác Tú bên nhà thì tôi là một kẻ vong ân. Hạt cơm ơn cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người. Tôi nè, tôi mới ngu chứ người ta đâu có ngu có dại. Người ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu vợ giỏi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt. Còn tôi coi như cuộc đời đã gửi trao, nên cả ngày thui thủi chịu lo chuyện nhà sáng gánh hàng ra chờ. Mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sáng ở bên nhà lo cho cha tách nước, chiều qua bên đây hầu mẹ miếng trầu. Ngày ngày bấm đốt ngón tay tính từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu. Nhưng từ nay thì hết sợ lá bàn rơi, thôi mong con dê sầu trên cảnh mẹ cao giọng hát. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ, tôi đợi mà ra bên ngó mong rồi hờn giận con đò. Lan à, mỗi lời em nói như kim châm muối sắc. Em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào không? Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi. Tôi cũng xin Lan đừng hờn, đừng trách nghe Lan. Không, tôi đâu có giận, có hờn, có trách móc ai đâu. Chắc còn không bao nhiêu ngày nữa là tới bữa đón dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta.
người cô gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết rồi, tại bữa đó tôi có qua được bên này, tôi phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc. Khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã theo dòng xa biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi giạt lông đông. Đâu có ai đêm còn sao qua sông, mà sao sao cũng số lần bay xa. Lan, tôi... Anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi là vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chắc không bao giờ còn được đón người ta về với tôi nữa. Lan, em... Thôi, anh đi đi. Đừng nói gì tôi nữa hết. Đừng nói gì nữa hết. Lan, Lan. Pháo đỏ dịu nồng đưa sao sang sông. Sao ơi sao hỡi sao sao sổ lòng. Sổ lòng nên sao sang sông, để người ngơ ngác trong mông, để cho người tan nát lòng. Vé sầu gọi hè trên nhánh me tây, gió thu chưa tới nhưng lá rơi đầy. Mà rồi ai đã đi xa, để tình đôi ngã đôi nơi pháo hồng. Dền vang tiếng cười.
sao cái phải quan mình mất hơn đó ra con không làm sao vậy đó đúng hả? Đồ bên kia cực đẹp luôn. Rồi cảnh dưới quê là hàng te với chuối sát dưới ngoài luôn là không có dính gì. Không đi rước dâu luôn á. Thì cái cảnh đi rước dâu mình quay nhiều cảnh, nhiều góc. Cảnh đây một góc mà cần việc ở cổng này trước nè. Rồi xong cái mình xẹt qua đây mình quay cái đường này nè, đúng không? Rồi đạo diễn đi chung với diễn viên luôn đi, đi chung đi. Mọi người ngồi đầu để chạy xe hơi. Tướng à. Rồi ra tới cổng này bây giờ nó sẽ ngắt anh lại. Nó nhăn mặt lại nó quạo quá. Thấy rồi đó. Sau lưng con á, sau lưng nó kéo lại. Làm gì anh giàu anh chỉ em làm với Thành. Vì bán đất ế quá rồi không có tiền nữa. Không có nơi không hả? Em không có nhiều cái gặp mặt anh. Quên. Ủa? Hôm qua có chung chú cho đâu gì đâu. Học phim mướn. Cái nhà thăm tiền kì làm ảnh hưởng cho diễn viên quá trời luôn. Kỳ làm ăn thì cục. Đó em nó đủ rồi mà không có cho. Không nhận nữa. Cuối cùng bị hụt. Nhưng không sao như này là dưới gom cũng nhiều. Cái này cặn hai người phải cố gắng nha. Còn sát pháo không? Còn sát pháo gãi mình sát pháo nha. Em ảnh trên sống bỏ em nhà nữa anh. Mà đỡ chú vậy. Đúng rồi. Cái nhìn đó. Cái này nó chặt. Ok mình đi. Đúng rồi đó chú. Rồi, chú Đạm là Tuất ở Sóc Trăng lên ba của đóng vai ba của Lan. Cả nhà nhớ theo dõi nha. Đó, máy còn đẹp đó. Sao đồ gì mình đưa sáng sớm Cắt đi. Ok nha, tập trung nha. Ba em coi chưa có. Khỏi rồi không còn rồi. Rồi máy chạy. Máy chạy. Ông chỗ đừng ghép mà. Nửa quay hai người em ghép vô mà. Đâu có ghép mũi. Ghép được mà xíu. Cái đó là không cần cái đòn. Không cần đòn. Đang thôi rồi cầm không, cái. Không nhưng mà Lan đứng Ôi trời, từ. Tỉnh mọi người, tỉnh mọi người ơi. Quá đi giờ lấy ra đi. Sẽ sâu gọi hè trên nhánh mẹ tây. Chạy dì Thảo nha, ăn cơm hả chị? Dì Thảo ơi, ăn cơm hả? Cả đoàn mình ăn cơm nha, cả đoàn mình ăn cơm nha. Cả đoàn mình bây giờ là mệt lắm rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Ăn cơm vậy? Ba đi. Đạo diễn cho đâu rồi? À, đạo diễn cho mắt quay rồi sao?
Thấy chưa, tôi nói gọi đặt cơm thì đâu có hỏi mặn đâu. Cam còn cam nó mút cam. Nói gì người ta nạp nó, ta nói gì đâu. Đâu có ăn hợp. Thử nó thôi, đàn em tự ngu được rồi là ăn dở hết. Bé cơm cho bé sau lưng. Cơm đi. Bé hả? Chứ gì mà bé người ta tiền. Con bé này hơi nhiều, bé ăn hơi nhiều. Bé cho bé hơi nhiều hết phòng cơm luôn đi. Cắt đi lên. Cái này lấy rồi. Ê, nếu lỡ hư rồi cắt cái chỉnh. Từ cái cổng này tháo được. Cái cọng này con tháo rồi. Chút người ta nói mình nói sao mình nói giao bà phải giao tôi. Bà đang quay trên bảng trên kìa. Được rồi. Cường. Rồi được rồi. Uống cuốn ra không máu rồi. Ai quá hơn. Đau dây rồi tôi đu xuống rồi. Không tự tin tắm. Ai à, mày nhảy xuống rồi mà tao làm một cái cú ấy coi. Cứ hành động rồi, này nhảy xuống một cái. Xin lỗi chỗ này coi. Chào mấy bạn lên tốt tốt nha. Rồi dịch ra. Chẳng hay các bạn có ý kiến gì không phải để lại lời bình. Nếu như mình ở đây mình nhảy xuống thì có thấy thế nào nhỉ? Tao bắt được luôn á. Tao quay được luôn á. Chơi chơi chơi. Ủa vậy là máy kìa. Đúng rồi nhiều. Hả xin. Má mà nhớ qua tao xong bắt đầu cầm cây cầm cuối cùng. Không nhờ nhờ. Nghĩ sao lấy cái thang nó trèo lên tao. Xong tải cuốn này xong. Đây này em quay mấy cái máy. Cơm này không nào làm phụ. Rồi cho cái đô ly đây nè. Cắn vô đó miếng hả? Cắn, em cắn vô đây với em cắn vô trong cái cây me lá me. Đừng cắn vô cái nhà đó là tiêu luôn á. Không sao, không thấy đâu. Rồi ok, thay đồ đi. Đâu gắt. Anh thay đồ nữa hả?